đi chơi rồi. Em lấy có 2,5 triệu. Tức là bây giờ giá bán 2,5 triệu à? Không, lấy là 2,5 triệu bán đâu, mang đi chơi. À, làm đi chơi, không bán, không bán à? Không bán. Thế không chịu rồi. Không bán đâu. Ông mua cái gì chưa? Xem nốt cây của ông nhà nó rơi. Cây này lại bôi cả sơn xanh này nhỉ. Ờ, chắc là xịt nhầm sơn xịt rồi, à. Xịt sơn xe rồi. Hay là cái keo liền xẹo nhỉ? Không. Anh nói đây. Cái lên vết xanh là keo liền xẹo. Vết xanh xanh là keo liền xẹo. Không, kiểu này sơn đang sơn nhà còn thừa tí. Đúng rồi, sơn luôn. Xem các thầy làm gì, ra học nghề thế nào. Tự nhiên chạy dây lên. Kinh như thôi bán đi. Chạy khắp nơi à? Thế thôi. Lên cắt nữa. Tăng giá chưa? Tăng giá chưa? Tăng giá rồi. Phiêu phê đấy. Tăng giá chưa? Phiêu. Có đường chạy ngay. Đây là vé đường cho Hiếu chạy đấy. Đúng rồi. Đấy. Lựu lựu. Đâu, giờ chạy hơn một ngày lên. Được nhỉ. Dăm dày tí nữa đây. Hôm nay cứ vấn vào ra tu tủa. Vẫn 500 nhỉ. Ok, sang gian hàng khác bên này chỗ khu vực có lẽ là cây nó hay hơn cả. À, có Nghệ Cường có một cây Nunu này thì nhiều anh em sờ mó quá. $85 đấy. Sáng ngày trêu anh đô. Anh à, có cây hay đấy anh à. Nhiều xì đẹp đấy nhỉ. Yeah. Nhiều xì đẹp. Biết nó dặn em mà hai cái da này. Xì đấy, múc đi. Hả? Múc đấy. Múc đi. Bình đây nhỉ. Nhìn này. Ôi sợi. Ôi sợi. Đẹp quá. Ông Nhạn bán cái này bao tiền đấy? 8 triệu. Còn cây kia không? 9 triệu. Ông nay có 3 cây à? 3 cây. Ồ, cây mai hay quá. Cây đấy bao nhiêu không? 3 triệu. 3 triệu thôi à? À. Hôm nay có 2 quả chậu giống nhau quá nhỉ. Xì đấy, răng làng đấy. Mua hay bán đấy bác? À, thế này á? Vâng. Để chơi thôi. À, mua. Nó có cái tay hay quá nhỉ? Ô, có. Này được chứ, để đường. Có quả củ hay nhỉ? Quả củ to đấy nhỉ? Chậu này là chắc chậu tự làm đấy. Chậu vuông. Trên hòn đá thấm thủy. Vọng Nguyệt à? Trên có vẻ ngồi trên hòn đá thấm này lâu lâu rồi đấy. À ôi giời, quên mất. Không ạ. Vụt. Này, đúng 82 đúng gu ông rồi, cần gì nữa. Đấy, chậu này chỉ có số 1. Không có cây thứ hai. Ông thích đấy. Ê, mới hay. Chúng là đùn như này. Ừ. Nhưng mà cháu về cháu uốn này. Hả? Để làm gì? Ủa, ừ, ông Cận Thái Thịnh cơ mà. Lúc nào sang Long Biên thì ông kiểu gì cũng mò sang Long Biên.
Thế em có qua đấy làm gì đâu? Này có cái dưới hay em lẻ rẻ vô. Tức là bây giờ giá bán 2,5 triệu à? Không, lấy bán đâu, mang đi chơi. À làm đi chơi không bán, không bán à? Không bán. Đó thế chịu rồi. Không bán đâu. Ông mua cây gì chưa? Xem nốt cây của ông nhà nó rồi. Cây này lại bôi cả sơn xanh này nhỉ. Chắc là xịt nhầm sơn xịt rồi, xịt sơn xe rồi. Hay là cái keo liền sẹo nhỉ? Không. Anh nói ơi, cái lên vết xanh cái keo liền sẹo. Xanh xanh là keo liền chảo. Không, kiểu này sợ đang sơn nhà còn thừa tí. Đó, sơn còn thể. Cái vai nó cao hơn, lọc bớt đi, lọc bớt đi kìa. Cái vai là cao, nặng bao lọc bớt. Đây, chắc vừa làm nhà xong, thừa tiếc tí sơn. Đây này, cái này hay này. Đây này hay này, cái này ôm hòn đá hợp lý. Cái này mà thiếu hòn đá thì lại bình thường. Đá dế đấy nó trợ cho cái đế rất là phần nhiều đế. Hay đấy, đã nhắm được cái nào chưa anh Minh? Rất quái. Thừng mực. Thừng mực. Cái này nguyên bản hay sao? Nguyên bản, thừng mực chưa ghép. Đá nó chưa ghép. Còn đá to còn một loại đá ấy, la bầu. Đúng rồi. Nguyên bản. Thừng mực hàng khai thác. Hàng khai thác đây. Bị vú thì nó cứ hay gọi là thừng mực, hay gọi là gì? Quê em nó gọi là cái mỏ mực. Mai đá. Đấy. Mai đá. Nhập cây của nhập lá lá này mà nuôi nó còn to nữa. Đa số là người ta có một vết khấu để hạ cái nhà, đúng rồi, để cho nó cái tay nó đỡ vảnh. Đây à, đây cũng có mộng nữa này. Mộng thằng thừng mực này anh thì anh có cái ba thân, hiệu có cái ba thân hay để cho đúng. Nhưng mà hiệu ghép rồi, ghép lá chung, hiệu ghép rồi, ghép chung luôn, đẹp quá. Bày hàng thôi, không bán à? Nên lấy để cho Vinhome để quanh hồ ghép. Đang ngắm cái cây của anh Nhập một tí. Vừa nãy quên anh ấy đang ở đây không hỏi giá. Hay là phiên tháng thiếu vậy, cho nên là với lại vừa thiếu mà lại vừa trùng lịch với một phiên ở đâu đó, ít anh em ra, nhiều anh em nhiều khi lu bu quên cũng không nhớ đâu, không xem lịch nào không nhớ đâu. Cốt điền của anh Nhập rất nhiều thịt. Hoặc nó có thể nó không nảy, nó lại cắt vào. Đây là thế. Hiểu vậy. Chứ em nghĩ là đây nó to đấy. Mà dưới này nó còn trên nhiều.
bê chạy luôn. Con này nét hay, để lại cái tử đây thì hay. Đấy, đây chơi cái mặt này, này. Cái tử này. Đấy, thì trồng cái mặt này này. Đấy. Khá quá. Bao tiền con này đây nhập? 16 con 35 à? 35 con cốt kia. 15 con này. 16. À. Con này toàn đồ sạch sẽ đấy. Ô khỉ này tưởng nó lạnh mặc áo như này nóng quá. À. Sang vời nào. Chủ nợ vời. Đang nợ vời mớ. Đang hơi ngại. Có tí nợ mà anh em là ngại ghê đấy. Thực ra thì mình không có thì mình mới phải nợ. Nhiều anh em có nhưng mà người ta vẫn nợ bình thường. Mình thì rất là ghét mang nợ anh em. Mình lại thích mang nợ ngân hàng. Nhưng mà thích cái sự thích đấy thì phải trả giá rất là nhiều. Đây rồi, kiểu này hôm nay là lại thèm tiêu tiền lắm rồi. Gặp không có đồ à. Xì. Lâu lâu mới là được đi tiêu tiền. Tiếp tục câu chuyện cây xi của vời. Thì tóm lại nó cũng chả biết bao tiền. Nó khoảng độ loanh quanh dưới 30, dưới 30 củ. Phải chụp núi. Còn chưa thèm cởi hàng bày hàng đi lên luôn đây này. Đó, mời quý vị. Hơi khó xem tí. Chợ phiên hôm nay. Đấy, hôm nay có hai người đẹp đi săn, người đẹp Lệ và cạnh người đẹp Hưng. Đấy.